Hôm nay lớp mình sẽ bắt đầu buổi học thứ ba, cũng là buổi học online cuối cùng. Và hôm nay mình còn một buổi hôm nay mình còn một bài rất là ngắn thôi. Đó là bài kiểm nghiệm rượu thuốc, kiểm nghiệm rượu thuốc cực kỳ đơn giản. Anh chị lật sách bài kiểm nghiệm rượu thuốc ra. Rượu thuốc thì nó cực kỳ là gần gũi với cuộc sống của mình rồi. Ở nhà ví dụ như là ba chồng thì hay ngâm những cái hũ rượu rượu thuốc á, mình gọi luôn là rượu thuốc đó. Thì trong rượu đó mình cũng có thể ngâm sâm này, cũng có thể là ngâm ngâm thực vật, cũng có thể ngâm động vật, cũng có thể. Thì đó chính là rượu thuốc. Đáng lẽ trong mỗi bài mình sẽ tiến hành hai phần, đó là bào chế và kiểm trong sách nó không có gì hết, là các cái dược liệu mình trộn với nhau, xong mình sẽ cho rượu vào mình ngâm, ngâm nhiều ngày nhiều giờ thì sẽ ra được cái rượu thuốc và mình có thể sử dụng. Này, mình có thể dùng rượu sâm. Rượu thuốc có thể thực vật và động vật. Và trong chương trình của mình sẽ tiến hành ngâm rượu bổ huyết trừ phong. Trong này gồm có hạt thủ ô đỏ, cẩu tích, ngưu tất, thiên linh kiện, thổ phục linh, tục đoạn. Nói chung là những dược liệu chữa đau nhức xương khớp, bổ thận. Hạt thủ ô là bổ thận, bổ huyết, chữa đau nhức xương khớp, thì đó chính là nhiều công dụng chính của bài thuốc này, là vừa bổ huyết vừa chữa đau nhức xương khớp, mình gọi là khu phong trừ thấp và bổ huyết. Phần thứ hai mà mình học cũng là phần chính, đó là kiểm nghiệm. Mình sẽ kiểm nghiệm, mình chỉ mở sách nha. Trong sách mình có nhiều phần, nhưng mà ở đây cô sẽ chỉ hướng dẫn hai phần mà mình sẽ thi thôi. Thứ nhất là trả lời câu hỏi dược liệu này có phải hạt thủ ô đỏ hay không, và thứ hai là trả lời dược liệu này có phải thổ phục linh hay không bằng kỹ thuật vi học. Mình có hai câu này thôi, còn lại những câu còn lại trong sách thì mình chỉ có thể bỏ bớt đi. Tạm thời thì cô sẽ hướng dẫn hai cái phần này thôi. Rồi, dược liệu này có phải thổ phục linh hay không, mình chỉ sẽ trả lời bằng kỹ thuật vi học. Mình sẽ tìm dùng cô bốn câu tử này ha. Mình sẽ tìm dùng cô bốn câu tử này. Câu tử cô gạch chân, đây là câu tử quan trọng nhất, cũng là câu tử chính của bột thổ phục linh. Mình chỉ sẽ tìm câu tử này, tìm thấy câu tử này mình kết luận đây là bột thổ phục linh. Tới buổi thực hành cô sẽ cho mình chỉ hình mẫu của bài này và mình chỉ việc tìm theo thôi ha. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ ghi vô trong cuốn sách, mình ghi đây là bốn cấu tử mình thường gặp và mình tô đậm cái cấu tử đặc trưng để lát mình tìm nha. Để bữa học mình sẽ tìm. Quan trọng là sang định tính hóa học bằng phản ứng hóa học, hãy cho biết dược liệu này có phải hạt thủ ô đỏ hay không. Mình chị coi, mình sẽ tiến hành hai phản ứng như trên. Mình chị đọc slide, dò với trong sách và chỉnh sửa trong sách sao cho nó giống slide. Thứ nhất, thêm hai bột, chỗ nào thiếu thì bổ sung vô. Thêm 2g bột dược liệu cho vào ống nghiệm, đun với 10ml nước trong 10 phút. Chỗ nào trong sách khác thì mình chỉ sửa lại cho nó giống trên slide. Sửa hai cái phần này nha. Mình chỉ sửa đi.
Rồi mấy chị chỉnh sửa được rồi đúng không? Bây giờ mấy chị sẽ mở link CLCMS và coi cái video thằng của mình. Nhầm. Cô có thể mở ở trên đây nhưng mà để rõ ràng nhất thì mấy chị lên mở cái link của mình và mình tự coi trước, xong rồi sau cô sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. À, mấy chị có thể coi được video này không? Mạng của cô nó chậm quá à. À, rồi vậy mấy anh chị coi cái video này chút nha. Cô thấy video này có 10 phút chứ mấy?
nhau mà một con đấy là nhiều quá. Ở đây mình chủ yếu nói tới kiểm nghiệm hà thủ ô bằng phương pháp hóa học. Mình làm trong ống nghiệm cho nó đơn giản, nhưng lưu ý khi làm ống nghiệm thì do thể tích của ống nghiệm nhỏ nó sẽ khó đều, và vì vậy là bạn phải lấy cái đũa đảo đều cho dung môi nó thấm đều. Còn nếu bạn làm trong gạch len thì đơn giản, len cầm lắc một cái là xong. Còn làm trong ống nghiệm thì nhớ phải có thêm một thao tác lấy cái đũa đảo đều cho dung môi thấm đều dược liệu nha. Sao mà hôm nay kỳ thế nhỉ? Ngâm với 10 ml nước sôi. Còn bạn thấy trong slide của cô đề là gì? Là đun với 10 ml nước trong 10 phút. Rồi cách nào cũng được ha. Nếu mình đun với 10 ml nước trong 10 phút đó thì hàm lượng chiết ra nó sẽ cao hơn, màu nó sẽ đỏ hơn. Tuy nhiên không cần đun thì màu nó cũng vẫn ra. Các bạn nhớ là phải làm một ống trứng, màu sắc nó sẽ đậm hơn ống trứng. Đây bạn thấy thầy không đun thì là vẫn ra ha, màu đậm hơn ống trứng ha. Cái này dễ, đun cũng được mà không đun cũng được. Còn mình quan trọng hay là khó nhất chính là phản ứng số 2. Hai phản ứng này phải dương tính bạn mới kết luận đây là hạt thủ ô, nên phải làm cho ra. Và phản ứng thứ hai mình nên bắt đầu làm trước vì phản ứng thứ hai nó dài hơn. Này cũng rất là đơn giản. Nhưng nhớ là vô phòng thí nghiệm á, thì các dung môi hóa chất không được đem về chỗ làm, tại ở đây là quay bằng máy quay. Còn trong quá trình bạn học á, thì mình sẽ đi tới chỗ có dung môi hóa chất để lấy, chứ không có đem dung môi hóa chất về tại bàn. Sao mà nó lại chậm dữ vậy ta? Và nhìn kỹ thao tác đun ống nghiệm mà kẹp ống nghiệm này, khi cầm cầm kẹp ống nghiệm cũng phải cẩn thận, không là nó lọt hỏm vào trong cái bình, trong cái bếp thủy này là lát không có gì lấy ra. Cái này thì bắt buộc phải đun nha, tại vì phản ứng này khó xảy ra. Phản ứng lúc trước thì bạn đun cũng được cũng ra, mà không đun cũng ra, phản ứng này bắt buộc phải đun.
Đây là thao tác axit hóa. Thế axit hóa tới khi pH có màu gì vậy? Axit hóa thì pH sẽ có màu màu hồng tới đỏ, mình nhìn so với bảng màu tới khi yêu cầu thị trường. Anh chị nhớ ghi vô là mình lấy lớp trên hay lớp dưới. Ở đây ghi là gạn lấy lớp chloroform cho vào ống nghiệm. Thì mấy chị ghi thẳng với trong cuốn sách là mình sẽ lấy lớp dưới cho vào ống nghiệm. Sau đó mình thêm NaOH, trong sách là NH3, mình sẽ sửa thành NaOH. Ở đây thầy cho NH3 thì cũng ra, tuy nhiên nếu anh chị cho NaOH thì cái màu trước kia nó sẽ đậm hơn nhiều. Và thầy thì chỉ cần NH3 đã ra rồi, nhưng mà lại cứ làm NaOH thì màu và màu của nó sẽ đậm hơn. Bạn làm NaOH chứ màu rất ra đậm bằng ở đây nữa thì cho cái kỹ thuật làm của mình nữa. Đó, bạn thấy là hiện tượng ở đây nó sẽ chỉ có hồng nhạt nhòa như vậy thôi đó, chỉ hồng nhạt nhòa như vậy thôi. Huống chi là bạn làm mà chưa đạt nữa là nó không có ra màu luôn, thế là không biết. Và cái màu hồng nhạt này chỉ xuất hiện lớp trên thôi nha. Hồng nhạt, cam nhạt nó đều là dương tính và phải lắc thật là kỹ. Mình tô đậm vô trong sách là mình phải lắc thật là kỹ. Thì màu hồng, màu đỏ ở lớp trên mới xuất hiện ha. Và mình sửa thành NaOH. Rồi tiếp tục bạn ghi vào hai ống nghiệm này dương tính thì bạn sẽ kết luận là đây là hạt thủ ô. Nếu chỉ có một trong hai ống dương thì mình phải suy nghĩ lại là vấn đề nằm ở đâu. Vấn đề nằm ở kỹ thuật của mình chăng? Thì có lẽ nằm ở đó đó. Còn thường là dương nó sẽ dương hết mà âm nó sẽ là âm hết. Còn nếu trường hợp mà bạn vẫn làm hoài vẫn ra một cái dương một cái âm thì bạn sẽ kết luận dùng cô là nó không phải hạt thủ ô ha. Hai cái cùng phải dương hết thì mình mới kết luận đây là hạt thủ ô được nha.
Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì cho cô về bài hôm nay không? Trước khi, sau khi thi, khi thi có phải soi một nữa không? Phải soi một chứ. Buổi học thì mình sẽ soi. Hôm nay thì ở đây mình đâu có nói soi được, nhưng mà cô có soi các hình mẫu để cho mình làm theo á. Ở vô thi mình sẽ phải soi bột nha. Vậy là mình kết thúc 3 buổi học online ở đây. Lát nữa 8 giờ mình chị nhớ vô làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra của mình là 10 câu 8 phút, nội dung là những gì đã học trong 2 buổi thôi, tức là bao gồm phần sơ chế, phần thuốc bột, phần viên hoàn và phần cao thuốc. Rồi các câu hỏi cũng rất là đơn giản thôi chị. Mình có thể tranh thủ coi bài và chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới ha. Mình sẽ hẹn gặp nhau trong học phần thực hành. Học phần thực hành của mình thì sẽ do cô và cô Vi đảm nhiệm. Thì hai cô sẽ hướng dẫn mình trong 3 buổi sáng, chiều và tối. Môn của mình thì dễ hơn nhiều. Môn của mình quan trọng là mấy chị phải nắm được phần sơ chế để mình có 4 điểm. Để nhắc lại, mình đề thi dược cổ truyền của mình á, sẽ có 4 đề. Đề thứ nhất là đề thuốc bột. Đề thuốc bột mình sẽ làm các nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là sơ chế. Thứ hai là soi bột bình vị. Số 3 là định tính bột bình vị bằng phương pháp hóa học. Đề thứ hai là đề kiểm nghiệm cao thuốc. Kiểm nghiệm cao thuốc mình sẽ làm phần thứ nhất cũng là soi bột. Phần thứ hai là định tính ích mẫu hoặc ngải cứu bằng sắc khí lớp mỏng. Đề thi thứ ba là đề thi viên hoàn. Đề thi viên hoàn mình sẽ làm thứ nhất là soi bột, thứ hai là làm gì không? Kiểm tra độ đồng đều khối lượng, kiểm tính toán độ đồng đều khối lượng, và thứ ba là định tính thuộc địa trong viên hoàn, đúng không? Định tính thuộc địa. Và đề thứ tư là đề ngày hôm nay là kiểm nghiệm rượu thuốc. Trong đề kiểm nghiệm rượu thuốc mình sẽ làm phần thứ nhất là sơ chế, phần thứ hai là soi bột thổ phục linh, và phần thứ ba là định tính hà thủ ô đỏ. Đó, tóm lại là mình có 4 đề ấy. Có bao nhiêu và nói hết bấy nhiêu. Câu hỏi và bài kiểm, câu hỏi và tờ đề thi nó như thế nào thì trong cuốn giáo trình của bạn có sẵn rồi đó. Đó chính là các form của mẫu báo cáo á.